Chào mừng các bạn đã đến với kênh Top Tin TV. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông tin sau. Các bạn thân mến, ẩm thực Việt Nam luôn được du khách quốc tế thích thú vì nhiều món ăn đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, không phải đặc sản món ăn nào cũng được khách Tây khen ngon. Có những món ăn chỉ nhìn qua đã khiến họ không dám ăn. Trong đó có 7 món ăn được gọi là đặc sản chứ danh của miền Tây Nam Bộ nước ta, khiến thực khách không chỉ quốc tế mà cả thực khách Việt Nam sợ không dám ăn. Hãy cùng xem hết video để xem bạn đã thưởng thức món ăn nào chưa nhé. 1. Các món ăn từ dơi. Có hai loại dơi mà người dân miền Tây dùng để chế biến món ăn. Dơi quạ là loại dơi đen nhiều thịt. Từ đầu cánh này sang đầu cánh kia của con dơi có thể dài đến một sải tay. Trong khi đó, dơi sen nhỏ hơn, chỉ bằng hoặc nhỉnh hơn loài chim sẻ. Hai loại dơi này đều xấu và hôi, nhưng bù lại thịt ngọt, chắc và là món nhậu ngon chứ danh của người dân miền Tây sông nước. Để bắt được dơi, vào chập tối, người dân miền Tây thường dùng lá mì trụm lại thổi, bắt chước tiếng dơi kêu để dụ chúng đến. Sau khi nghe tiếng dơi mồi kêu, dơi thường tìm đến và xà xuống thấp. Cứ thế, dân săn dơi dùng vợt bắt mang về. Nhiều thực khách Tây khóc thét khi thấy cách chế biến dơi của người dân miền Tây. Dơi được chế biến thành các món ăn như dơi khìa nước dừa, trộn gỏi bắp cải, cuốn bánh tráng, chấm nước mắm chua ngọt, nướng trao, nướng than tà, dơi sen nấu cháo và dơi xào lăn. Không chỉ người Tây mà cả người Việt cũng không phải ai cũng dám ăn món này. Các bạn đã được thưởng thức món này chưa? Hãy comment cảm giác khi thưởng thức món này để mọi người cùng biết nhé! 2. Đuông dừa. Đuông dừa được người miền Tây tận dụng tài tình để tạo nên những món ăn độc đáo. Nướng, chiên, xào tỏi, hấp lá chanh, nhưng phổ biến nhất, kinh dị nhất chính là kiểu tắm nước mắm. Nhìn những con đuông còn sống bò nhung nhúc trong chén nước mắm, ai cũng phải hoảng sợ. Đuông dừa chấm nước mắm được lấy trực tiếp con đuông dừa còn sống từ thân cây dừa, sau đó nhúng vào chén nước mắm. Những con đuông dừa béo ú ngọ nguậy bơi lội trong chén nước mắm ớt cay nồng. Nghe giới sành ăn nói, nhìn có vẻ đáng sợ nhưng khi đưa vào miệng nhai vỡ ra, những chất dinh dưỡng chảy tràn trong miệng, béo ngậy, ngọt bùi, hương vị tựa như lòng đỏ trứng gà tan dần trong miệng. Nhưng đối với rất nhiều người, không chỉ khách Tây mà cả khách Việt Nam nhìn vào những con đuông dừa ngọ nguậy, chắc chắn nhiều người không khỏi nổi da gà. Đã có bạn nào được thử món này chưa? Cảm giác như thế nào nhỉ? Nếu đã từng được thử, hãy nói về cảm giác khi lần đầu thưởng thức chúng nhé! 3. Tắc kè, thằn lằn. Nghe tên nhiều người có cảm giác ớn ớn. Bạn sẽ nghĩ đến những con thằn lằn da xanh lét bò loang ngoang trong vườn, trên mái nhà mà bắt làm món nhậu thì sẽ ra sao? Bạn sẽ nghĩ thằn lằn thường dành cho mấy anh chơi gà chọi, bắt chặt khúc cho các võ sĩ gà ăn tươi. Chưa thấy ai ăn bao giờ đúng không? Theo người dân miền Tây, thằn lằn được chế biến bằng cách mổ bụng, chiên giòn để trong đĩa cùng mấy lát cà chua đỏ, rau xà lách xanh rất hấp dẫn. Khi ăn, bạn sẽ cảm thấy nó khá là thơm, giòn, béo, cuốn chung với rau giá lụa, đọt cóc, đọt rau nhái và mấy thứ rau thơm khác, chấm mắm me không còn gì bằng. Ngoài ra, tắc kè thằn lằn còn được băm nhỏ xào với tiêu xanh, ăn kèm lá lốt, nấu cháo, nhưng có lẽ ngon nhất vẫn là món chiên giòn, ăn cùng với xà lách, rau thơm và nước mắm me. Bởi ngoài vị vừa giòn, dai, món ăn này còn có mùi thơm, béo kết hợp với vị mặn, chua cay của mắm chấm. Nghe thấy hấp dẫn rồi mà không biết có đĩa tắc kè, thằn lằn trước mặt có dám thưởng thức không nhỉ? Nói chung là vẫn hơi sợ các bạn ạ. 4. Nhái khô. Là một đặc sản miền Tây, thường được các anh gọi một cái tên nghe vui tai là vũ nữ chân dài. Khô nhái được dùng để chế biến khá nhiều món ăn, làm mồi nhâm nhi ly bia nên được khá nhiều nhà hàng, quán bia sử dụng. Khô nhái đang trở thành món nhấm rượu cực kỳ độc lạ của tín đồ ẩm thực, là món nhậu dân dã cực ngon và đơn giản. Bạn chỉ cần 30 giây để chiên giòn khô nhái. Món nhậu này chấm với tương ớt cộng với vài cọng rau sống thì không thể chê vào đâu. Người ăn có thể nhai cả xương và thịt. Khô nhái có vị ngọt dịu, cay cay, mặn mặn, béo, giòn rất đặc trưng. Có thể coi là món lai dai hấp dẫn mà lại dễ chế biến. Cách chế biến khô nhái ngon khá đơn giản như chiên hoặc nướng. Điệu nghệ nhất là khi chiên, thực khách có thể nhai cả xương lẫn thịt. Ngoài ra, khi nhái còn tươi, người dân miền Tây dùng vũ nữ chân dài bằm vò viên nấu canh chua, kho tiêu, giam với sả nghệ hoặc nấu món cà ri. Nhìn chung cũng sợ, nhưng trong các món thì đây có lẽ vẫn là món dễ ăn nhất. 5. Sầu riêng. Đây là loại quả không hề xa lạ với con người Việt Nam rồi phải không? Tuy nhiên, nhiều người dân Việt Nam cũng không quen ăn loại quả này do mùi của sầu riêng rất đặc trưng. Với những người biết ăn sẽ rất thích hương vị béo ngậy của cơm vàng cùng mùi thơm nồng đặc trưng của nó. Tuy nhiên, do mùi hương của sầu riêng quá mạnh nên không phải ai cũng quen với vị lạ này. Đặc biệt, với du khách nước ngoài, những người đến từ xứ ôn đới hay hàn đới khá lạ lẫm với loại quả này.
Nhiều người bày tỏ họ không đủ dũng khí để nếm thử một múi sầu riêng. 6. Thịt chuột. Nhắc đến chuột đồng, nhiều người sẽ cảm thấy rùng mình mà không biết rằng đây là món ăn đặc sản nổi danh ở miền Tây. Trái với vẻ ngoài hôi hám, bẩn thỉu, những con chuột béo múc luôn đem đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn. Được coi là đặc sản nên giá chuột đồng ở các chợ miền Tây không rẻ tí nào, khoảng 60 đến 80 nghìn một kg. Từ thịt chuột đồng, người dân miền Tây có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Có thể là thịt chuột nướng rơm với phần da vàng ươm, thơm nức. Tốn thời gian hơn thì có chuột đồng quay lu, áp chảo, xé phay, quay khô, xào xả ớt, khía nước dừa, roti, chiên mắm. Trong số nhiều món ngon từ chuột, thì chuột đồng chiên mắm là một đặc sản khá nổi tiếng. Những con chuột đồng làm sạch để cho ráo ướp gia vị. Tiếp đến, chuột được cho vào chảo dầu sôi ngập chiên vàng, sau đó lại chiên lại lượt nữa cho đến khi có màu vàng óng. Có lẽ cảm giác đầu tiên của mọi người khi ăn thịt chuột là sợ và phải nhắm mắt làm liều đưa miếng thịt vào miệng. Tuy nhiên, nhiều du khách nước ngoài thử và khi quen rồi lại cảm thấy rất hấp dẫn và không quên được hương vị của món ăn đặc biệt này. 7. Các món ăn côn trùng khác. Đây là món ăn phổ biến mà dân tộc Khmer khi ngồi vào bàn nhậu thường dùng. Đó là loại ấu trùng, dế cơm, châu chấu, cào cào hay thậm chí là bọ cạp, bọ xít. Hầu hết chúng đều được chia lên với những bí quyết tạo hương vị rất riêng, dậy mùi thơm rất hấp dẫn. Nhưng với người nước ngoài, họ thường khiếp sợ khi được mời những món ăn này hơn là cảm giác hứng thú để thưởng thức. Nghe qua đã thấy khó nuốt trôi rồi các bạn nhỉ, nhưng có lẽ cách tẩm ướp gia vị và chế biến đã tạo nên những món ăn được người dân coi là đặc sản vùng miền. Bạn đã được thử món nào chưa? Hãy cùng comment ở bên dưới nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo nhé!